Nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Nói cho rõ cái nào. Dạ. 2, 3. Nước nào là nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Có mệt quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Chào quý khán giả. Dạ, em tên là Đỗ Văn Thọ, hiện nay em 27 tuổi. Em đang kinh doanh tại nhà. Thọ 27 tuổi kinh doanh tại nhà, chưa biết kinh doanh gì. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Bạn tư giới thiệu về mình. Em tên là Bảo Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Ngọc đang làm gì? Dạ, em là nhân viên sale. Bên kia là kinh doanh tại nhà. Dạ. Bây giờ mình nói cho bạn gái biết mình kinh doanh cái gì nào. Dạ, hiện tại giờ em đang kinh doanh vấn đề trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất, ngoại thất. Trang trí gì? Nhà cửa đấy ạ. Như là một chất tường sơn nước ạ. Dạ. Rồi gì nữa? Tư vấn cho người ta sử dụng hàng tốt hơn. Nhưng mà em là... Em là chủ luôn ạ. Chủ luôn hả? Một ông chủ trẻ tuổi như vậy, cũng đẹp trai. Dạ. Cao ráo, ưa nhìn. Sao mình chưa có người yêu mà lên đây ngồi? Thực ra thì em cũng từng trải qua hai mối tình. Cách đây khoảng cỡ được 3 năm rồi. Từ 2012 em yêu cô bạn được 5. Nên là do hai người không hiểu nhau rồi đâm ra chia tay. Không hiểu rồi, không hiểu vấn đề gì. Em thì quen để tiến tới hôn nhân. Còn bạn ấy thì chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân. Bây giờ hỏi bạn gái là mình đã tính đến chuyện hôn nhân chưa? Dạ khoảng 2 năm nữa rồi chị. 2 năm nữa, bên kia 2 năm nữa được không? Thỏ. Dạ được ạ. 2 năm nữa là hợp phù hợp ha. Mình giới thiệu một chút về mình, những ưu điểm, khuyết điểm của bạn. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình với công việc. Khuyết điểm của em đó là nóng tính, sự thẳng thắn nữa. Nhiều khi em thẳng thắn quá là người ta mất lòng. Với lại nhiều khi em bực bội chuyện gì ấy, em nói nhiều để có người nghe. Có nghĩa là mình bực mình nói, mình cần có một cái người nghe. Dạ, em cần xả stress, có người nghe. Từ trước giờ có ai nghe chưa? Dạ, có rồi chị. Nghe xong mới được mấy 6 tháng ta bỏ chạy trơn. Thế mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây cũng 2 năm, 3 năm. Nhưng mà chẳng lẽ không có bà ai đeo đuổi mình trong mấy năm qua sao? Dạ cũng có, nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không tìm hiểu mà. Tại sao không phù hợp? Em nhìn thấy người đó không gọn gàng sạch sẽ là em không thích rồi. Bạn thích người đàn ông như thế nào? Gọn gàng sạch sẽ, vui vẻ, thoải mái, không thích người, không thích người ki bo, keo kiệt, không thích người gia trưởng. Bạn có ki bo không? Dạ ki bo em không ạ. Có tính toán không? Dạ không ạ. Ai cũng toàn xà láng hết trường hả? Thì cái gì mình có cái gì đó để mình đầu tư, cái gì đó để mình được của mình thì mình không ki bo ạ. Còn cái gì đầu tư cho khác thì ki bo? Tùy ạ. Bạn thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì thích bạn gái là cao 1m55 thôi ạ. Không mập mà không gầy quá. Có công việc ổn định ạ. Đơn giản vậy. Đơn giản ạ. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Nói nhiều với hai càm ràm á. Bên trời này em nói nhiều lắm anh ơi. Đó, sợ chưa? Không sợ ạ. Em cũng không giữ lắm á anh. Anh cũng giữ mà. Ủa quê em ở đâu Thọ? Dạ em quê ở tỉnh Hà Nam ạ. Hà gì? Hà Nam ạ. Hà Nam. Bạn ở nước nào hay nước Lào? Bây giờ nói thử coi. Nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Nói cho rõ cái nào. Dạ. 2, 3. Nước nào là nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Có mệt quá. Rồi thôi đi. Thôi nước nào kệ nó đi. Ngại quá. Bây giờ lấy vợ xong ở đâu nè? Ở chung với bố mẹ chị ạ. Bố mẹ ở đâu? Em ở quận Bình Tân ạ. Làm dâu có ngại gì không? Cũng được chị. Em ở Biên Hòa nhưng mà chỉ sợ anh từ Sài Gòn chạy xuống hơi xa đó anh. Qua tuần nó chạy xuống em 2 lần. Và cuối tuần em không có được nghỉ đâu anh ơi. Em đi làm mà nghỉ ngày thường không à. Ừ, thì cố gắng anh sắp xếp qua em. Anh làm dạ. Chủ mà, lo dạ. Gì. Họ có bao nhiêu nhân viên? Em được hai người làm với một kế toán. Trời đông quá ha. Thì đông rồi. Được rồi. Nam hát bài nước Lào đi. Dạ, hôm nay đến đây thì em gửi tặng bạn nữ với cả khán giả bài hát Đừng Xa Ước Mưa. Đêm nay thời gian đứng yên nắng đông, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giá từ, vì đường xa ướt mưa. Hát có hồn ghê luôn. Được. May dạ, nó không có tự lên lời nữa. Thực ra thì lúc rảnh rỗi em có đi hát phòng trà. Dạ. Hát phòng trà luôn hả? Phòng trà ở đâu vậy? Quá dữ không, luôn. Mà buổi tối thôi chị ạ. Còn em đi hát em làm tao hát nhạc Trịnh không à? Hát Trịnh thôi, giờ hát câu nhạc Trịnh coi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi phương nhật nguyệt,
rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Nói tóm lại, bạn bên đây có một tâm hồn nghệ sĩ, vừa kinh doanh một tâm hồn nghệ sĩ, không có cao có, cũng không keyboard đâu, sợ. Trong nhà mình có hai người làm với kế toán, bây giờ có người nữa sale là đủ luôn. Dạ được ạ. Dạ. Bạn nữ mình đi với ai? Dạ em đi với má với chị em. Đâu? Dạ. Linh và chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả. Gia đình em thì chỉ có hai chị em. Thì nãy giờ em ngồi ở dưới em nghe em trai đây chia sẻ, thật sự thì em thấy là nói năng là lưu loát. Mà em thì cũng là người làm kinh doanh, cho nên là em cũng thích trong gia đình em có những người làm kinh doanh. Thì em thấy em trai là có công việc làm chủ và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng là người miền Bắc. Chị em có một cái là đàn ông là không có được lăng nhăng và là keo kiệt, phải thoải mái, rộng lượng. Em trai đây là em chấm rồi đó. Nhiều khi ta mới có nổ, biết có phải vậy không? Tại vì vàng thật thì không sợ lửa, sau này không thật thì dĩ nhiên thì cái kết quả em cũng sẽ biết. À đúng rồi. Đúng rồi. Bác nói sao, bác thấy sao? Con rể tương lai mình vậy được không? Cô chào hai MC rất là dễ thương mà cô rất là thích. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Và cô chào cháu. Dạ, thì cô thấy nói chung là cái ngoại hình thì là cô chấm. Dạ. Nhưng mình chấm cái ngoại hình đó chưa phải là kết quả. Dạ. Còn cái đường mình đi, cái đường con đường hạnh phúc rất là dài. Dạ. Cô chỉ muốn là cháu và con cô, mình dạ. chỉ nhìn nhau một cái ưu điểm thôi. Dạ. Chính cái khuyết điểm mình đừng nhìn. Là cô thấy sống được cái cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Quá hay. Cái này vô tình là lụm bí kíp rồi đó. Gặp mẹ, gặp mấy chị luôn. Không, nhưng mà rồi. Bây giờ mẹ với chị nói vậy thì bạn cũng phải nói câu nào dạ, đi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác với chị ạ. Mình nói gì đi. Nói chung là những điều em nói là sự thật chị ạ. Vâng. Ông chủ hả? Dạ vâng ạ. Chủ nhỏ, chủ nhỏ. Em ở công ty cũng được 2-3 năm rồi. À, mình chuẩn bị để lấy vợ chưa? Rồi bây giờ là sẵn sàng quá rồi chị ạ. Sẵn sàng quá rồi. Sẵn sàng quá rồi ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Anh mặc nó màu mè quá. Em đây mặc màu nổi lắm anh ơi. Không phải, anh nói là nhiều màu á, nhiều màu chung bộ quần áo á. Xăm mình nữa. Rồi để mình coi bên đây có xăm gì không nha. Dạ cảm ơn chị. Để anh qua anh xem coi thế nào nha. Dạ dạ. Dạ anh chào anh. Trời ơi xinh quá. Chào bạn. Dạ. Mày về làm chủ tịch hội quản trị hay tổng giám đốc? Thôi em làm tài chính đi anh. Tài chính thôi đúng không? Dạ. Chứ khỏi còn làm chức kia mệt hả? Giữ tiền. Dạ đúng rồi. Em thích giữ tiền lắm. Rồi đúng cảm ơn em. Người phụ nữ hiện đại. Dạ. Rất là năng động. Anh nhìn sơ qua anh thấy như vậy đó. Ha. Cặp này kết hợp là ăn nên làm ra mau giàu lắm nha. Ta sẽ có gì để tiến xa hơn ha. Nhưng mà về em bổ nhiệm làm gì? Chắc em là làm bên sale á. Em thích làm tài chính nè anh ơi. Thì em làm tài chính chắc anh làm sale quá. Rồi thôi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trực tiếp phân bổ công việc với nhau nha. 2 phút bắt đầu. Rồi chào bạn. Dạ anh chào. Hôm nay mình có quà tặng. Dạ em cảm ơn, em có quà tặng anh. Sao mặt đứng hình vậy? Anh có hay thích đi xem phim không anh? Anh thỉnh thoảng cũng đi xem phim với bạn. Dạ. Cảm nhận cô gái như thế nào? Hôm nay em xinh quá. Dạ hả? Em cảm ơn. Không em biết mà. Nay nhìn thấy anh cũng rất là đẹp trai. Thôi dạ. Cảm ơn em. Nói gì tận đây lòng nhau. Xong là tí nữa em về Biên Hòa luôn hay sao? Dạ chắc vậy đúng không? Thế vậy à? Dạ. Mời cả nhà đi ăn cơm luôn đi. Có mẹ, có mấy chị luôn nè. Dạ. Quay lời mời mẹ trước đi rồi mời cả nhà. Chiều nay ăn cơm luôn đi. Dạ. Chào nữa anh Quỳnh nha. Không mời trước đi xong rồi tính sao. Mời trước đi. Ơi tí nữa con mời bác với chị với em đi đóng đi. Dạ. Dạ em cảm ơn. Con thấy ảnh rung quá được rồi anh. Không rung được. Không rung. Hình như rung thiệt. Thấy bạn xinh quá. Xinh quá đúng không? Dạ, dạ. À, bạn thấy mình sao? Bề ngoài thì em thấy anh là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, đúng là em thích. Còn tính cách thì phải từ từ tìm hiểu mới biết. Dạ. Còn thì em thấy này thì em xinh đấy, xinh với đúng như người anh tìm đấy. Dạ. Vậy anh? Dạ. Nếu được thì cuối tuần này em xuống Biên Hòa em chơi. Thì ngày em nghỉ thì cố gắng bó sức cho anh. Dạ. Tại vì em giúp sức công việc tôi xuống em. Dạ. Dạ. Một câu gì nữa thôi, mỗi người một câu nữa chúng ta sẽ bấm nút. Em bấm chuông em. Không có hỏi câu đó. Câu tỏ tình đi. Ừ. Làm chủ mà sao yếu quá vậy? Chứ cô gái xinh quá rồi hộp quá. Thôi ai làm gì đâu mà rung. Bạn xinh quá. Bây giờ nói một câu tỏ tình đi, xinh thì tỏ tình lẹ đi. Thôi anh thích em rồi đó. Thôi hết thời gian. Nè suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. Đó chưa? Dạ. Bấm nhanh nha, không đếm qua là không bấm là khỏi bấm luôn đó. 1
2 và trời cũng lẹ quá ha. Chúc mừng bạn. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé đầu tiên để chúng ta cùng nắm tay đi xem phim, để có một không gian thật lãng mạn. Và smart i5 đó là cặp loa để các bạn nghe nhạc, tâm sự chia sẻ với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Dạ. Cảm giác nắm tay thấy sao? Thấy lạnh quá. Ai lạnh? Em lạnh quá, bạn ấy cũng lạnh nữa. Sướng không? Sướng thấy sướng. Sướng ạ. Hả? Sướng ạ. Nói với bác con gì đi, xin phép đi coi phim đi. Cuối tuần này con xin phép bác đưa em đi chơi ạ. Còn Vũ đi ăn nữa. Dạ. Còn Vũ đi có ăn. Tôi nữa nha. Dạ. Dạ mà em Quyền Linh thì cái tường luôn ạ. Nay có đem đủ tiền không? Ông chủ mà lo gì, không biết nữa. Chúc hai bạn sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình ha. Dạ. Dắt bạn gái bên bờ đi. Ha. Dạ. Tình vui cho anh chị nha. Rồi thích người đàn ông cái mông to thì như vậy. Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Cũng dễ thương, vậy là khởi đầu nó thành công rồi. Dễ thương. Hy vọng ngày hôm nay có sự góp mặt của gia đình bên họ nhà gái thì cái tình yêu sẽ được thăng hoa và nảy nở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hương Hiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ hiện tại em làm kỹ thuật viên cho một công ty thiết bị y tế vậy. Rồi xin mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người và chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Đặng Văn Bình. Em năm nay 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Dạ em dạy tin ạ. Hả? Tin học. Em dạy tin học. Tin học hả? Dạ, dạ. Dạy trường có nhiều cô giáo xinh lắm. Không làm quen tới đây để làm gì? Tất cả giáo viên trong trường thì đều là lớn tuổi hơn em hết. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình chả có ai là đối tượng hết. Chưa có bạn gái hả? Dạ không. Là hồi nhỏ đến lớn sinh viên đại học thì mẹ em cứ nói là Mỹ cử lo mà học đi. Mai kia ra trường làm việc đã rồi từ từ kiếm người yêu được con. Thế là em cứ nghe lời mẹ đến giờ luôn. Chưa có mối tình vắt vai nào? Dạ chưa. Đó, bên đây chưa có mối tình nào đó nha. Nhưng mà quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Huế ạ. Huế, rồi. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi chị. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Em thì nói chung em thấy em hoàn hảo lắm chị. Hoàn hảo lắm? Tại sao lên đây ngồi? Bởi vì em cũng thắc mắc đó chị. Tại vì hồi đó giờ cứ em thích ai cái là người đó không thích em. Gì kỳ vậy? Cái người mà người ta thích em cũng thích lại luôn. Cho ngoài trong ngoại vậy đó ha. Dạ, cái riết cái em chán quá cái em không muốn gặp ai nữa. Rồi, đó là không có khuyết điểm gì hết. Dạ, có gì? Của mình là gì? Em biết nấu cơm nè chị. Em biết chăm trẻ con nè. Rồi em biết làm đồ handmade nữa. Nói chung là ai lấy em về cái sướng lắm. Sướng là sướng sao bạn? Sau này em nghĩ là em sinh mấy con em cũng chăm được á. Hay quá ha, tính kỹ luôn mà muốn sanh mấy đứa. Dạ, nói chung là tùy khả năng rồi chị. Bạn trai bên kia thấy làm sao? Dạ em nghĩ thì em làm nhà nước nên chị hai la đủ thôi ạ. Hiện nay thì ở với ai? Hiện tại đang ở với anh và chị. Ở đâu? Dạ ở quận 12. Nhưng mà sau này lấy vợ thì ở đâu? Ở chung với anh chị luôn à? Dạ không, ba mẹ em để lại cho em nữa. Rồi vậy khỏe. Có nghĩa là nhà đó chia đôi cho hai anh em phải không? Dạ không, ba mẹ em có hai căn. Bây giờ vấn đề chúng ta có sở trường gì để nói cho bạn gái bên kia biết? Sở trường em nói là em nghĩ là mình siêng. Siêng là sao anh? Siêng năng hả? Chịu khó, nghe lời. Nghe lời bạn. Nghe lời ai? Dạ tất nhiên thì phải nghe lời vợ vị mẹ đó. Vậy luôn á hả? Dạ. Rồi còn gì nữa? Làm thơ. Làm thơ. Huệ mong huệ mơ mà làm thơ là hay lắm, làm thử. Dạ, tiện thể đấy thì em cũng gửi tặng mọi người một đoạn thơ do em nghĩ ra. Rắn tê mô rửa của tôi ơi. Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ó không son phấn, môi không thắm. Chỉ tóc ó dài, chỉ thế thôi. Dịu không? Dạ không chị. Có cần dịch không? Dạ dịch lại đi anh ơi. Đọc lại, đây dịch. Dạ rắn tê mô rửa mà có nghĩa rắn là ở đâu? Đọc đi tôi dịch ông. Tôi biết dịch. Dạ
Răng tê mô rửa của tôi ơi. Ừ, là hỏi cái cô bạn gái xinh xinh của tôi đâu rồi? Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ờ, anh đã thương em là thật sự đó. Ó không son phấn, môi không thắm. Ờ, ó không có đánh son, nhưng mà cái nền cái môi ó không có đỏ. Chị tóc ó dài chị thế thôi. Ờ, đơn giản tóc của em chỉ dài mà anh rất thích. À, tôi dịch vậy là tôi nâng lên lắm luôn rồi đó nha. Đồng hương đó. Chị Cát Tường ở Huế đó, người Huế đó. Ngạc nhiên chưa? Dạ. Cái ảnh ní mày là chứ tê. Thôi trừ thích người bạn gái sao? Thì em không có cao nên em không yêu cầu người phải cao hơn mình. Em cao mày. Dạ em cao mày sáu ạ. Răng lung rửa. Em không thích chi? Dạ không thích về bạn gái thì... Chuyện lạ tôi. Dạ em nghĩ thì em cũng không có thích như nhuộm tóc đô một cách dữ dội. Nhưng mà anh nghĩ nhuộm tóc bình thường mà nhuộm đẹp mà. Thật sự em cũng thích mà mẹ em cũng thích. Thí dụ giờ em thích mà mẹ em không thích thì sao? Tại vì đa số mẹ em về em không quan điểm nên đa số là giống như những cái em thích mà em đều thích. Làm dâu được không? Bây giờ bạn gái nghe hết rồi đó, bạn cảm nhận thế nào? Làm dâu được không? Làm dâu được chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích người đàn ông thấp, em thích cao cho đẹp. Người tính tình thì em không thích người đàn ông mà lười biếng chị. Thích là em thích người đàn ông có lập trường nè, đừng có nói mà làm nhiều. Rồi thích người đàn ông cái mông to chị. Như vậy? Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Quyến rũ? Mông to quyến rũ? Thôi xuống đi thôi. To không to không anh Linh? Sao kỳ vậy? Sao nói lại cái nhu cầu đó coi. Dạ em thích nhìn người đàn ông từ phía sau anh. À. Nhìn ảnh từ phía sau mà cái mông anh không to, cái nhìn không đẹp. Thì đủ bây giờ em gặp một người rất là thương em, chăm sóc cho em đầy đủ điều kiện hết, nhưng mà hơi thấp hơn em thì sao? À, nói chung là em cũng quan trọng vào cái cảm giác ban đầu nữa anh. Ví dụ như chút mà kéo màn lên em nhìn anh đó em thấy thích thì mấy cái đó em mở qua được. Rồi, cái này được, cái này được. Bảo đảm em nhìn thích. Mình đi có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ với lại dì với bạn em chị. Mẹ dì bạn nữa? Dạ. Đâu rồi mẹ dì bạn đâu? Xin dạ chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. À chị là mẹ hả? Mẹ. Dạ chị thấy cái anh bệnh anh sao chị? Nói chung thì cũng được. Có lùn quá không chị? Cũng không đúng yêu cầu của con gái. Vậy sao được chị? Thì nói chung tính tình nói chuyện thì thấy được dễ thương, nói chuyện hiền. Dễ thương mà. Hiền. Rồi cảm ơn cô nhiều. Mình có đi với ai không? Thì em tới với chị đồng nghiệp và dì em mẹ. Chào dì. Chị thấy cô bên này sao? Thầy cùng sinh. Là phù hợp với cháu mình không? Dạ phù hợp ạ. Dạ. Thôi bây giờ này nè, ở đây người ta nói là ăn thua là nhìn mặt nhau anh Linh. Đúng rồi, ăn thua nhìn mặt cái cảm nhận thôi. Mới được chứ giờ mình có nói quá mà người ta nhìn không được thì cũng như không à. Rồi, kéo màn lên đi. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Chào, anh chào em. Em có thích chụp hình không? Dạ em thích lắm anh. À, em nghĩ thì anh nghĩ thì em chụp hình con, việc con là giống như Photoshop hay là muốn làm đẹp như nào đó là việc của anh ha. À, anh muốn làm Photoshop anh. Ok, tại vì anh dạy tin mà. Mới bên cạnh đó anh nhìn em xinh rồi, anh nghĩ thì không cần Photoshop hay cái gì đó thì em cũng là xinh rồi. Dạ cảm ơn anh. Lành quá. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Anh nghĩ thì tình yêu thì theo anh thì không nên phân biệt. Dạ. Phân biệt là sao anh? Giống như mình, anh nghĩ tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác là một này, không phân biệt giàu nghèo hay là không phân biệt giữa cao thấp. Em có thấy cái giọng nói Huế của anh có thấy khó chịu hay là khó nghe không? Anh cảm ơn anh. Thằng gì nói luôn đi. Thực sự đó là bạn Lộc Huế. Dạ. Mà khi tuổi thì anh về gì thì tôi nói không biết là còn được bên kia hay là gì đó không, nhưng mà ý là muốn có một tấm lòng nào đó để gửi tặng bạn gái qua cái ăn cái bình lọc, tại vì đó là cái em làm á, là anh làm tự tay anh em làm đó hả? Dạ dạ. Anh nghĩ thì làm cái tuần rồi đó, giờ mới đem đi tặng. Dạ không, mới thực sự là mới nở sống buổi sáng ạ. Buổi sáng em đi gặt thì xong về là nhờ gì
hấp dẫn ạ. Em có thấy cái em nghe giọng huyệt của anh, em có thể cảm giác giống như mình khó chịu hoặc là khó nghe không? Tại vì hồi đó giờ em chưa có tiếp xúc với cái người Huế nhiều anh, nên là em hơi bị khó nghe. Hát tỏ tình bài đi chứ nói người ta khó nghe. Tại vì chắc rúng quá nên thành ra em không có hát được nguyên bài, nhưng mà em sẽ hát đúng câu tặng bằng nữ. Không có thời gian hát nguyên bài đâu. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Hát lại, hát lại, tặng lại. Tặng lại đi em. Dạ, em hát đó hả chị? Ừ. Kệ, dạ, chị bình tĩnh lên. Anh chuẩn bị tinh thần trước nha anh, tại vì em hát hay lắm á. Vỗ tay. Núi núi thuyền thuyền mây mây nước nước. Dạ rồi anh. Dạ hay không anh? Hay không anh? Nói chung bốn cái thứ đó không liên quan gì tới nhau hết trơn á. Vậy là hổng rồi đó. Thôi mình dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Chuyện. Em có thích ăn bún bò Huế không? Dạ hả? Dạ em thích ăn anh. Tại vì anh đồ ăn được. Dạ. Đặc biệt là món bún bò Huế anh cũng nấu được. Nên nếu mà em đồng ý thì anh sẽ trở về nhà anh và anh sẽ thực hiện. Em thấy răng. Dạ thấy cũng được chị. Thôi, quyết định. 2 phút đã hết. Chúng ta quyết định suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Một giọng nói rất là cảm tình và rất là dễ nhớ, ấn tượng. Nhưng tại sao bạn nữ không bóng? Dạ, như em cũng nói lúc đầu là em quan trọng cái cảm giác ban đầu nữa. Nhưng mà em chưa thấy được cái sự đồng điệu giữa hai người với nhau. Dạ. Nhưng mà em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái món quà này là em tự làm. Nếu như em cũng thích chụp hình á, nên là em làm cái cuốn rapbook này. Hy vọng là sau này anh sẽ lưu giữ là những khoảnh khắc. Anh ngại không em? Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là món quà sau mắt i5, cặp loa để tặng hai bạn nghe nhạc. Biết đâu qua âm nhạc các bạn sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn. Và biết đâu không thể nói trước điều gì được. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và tìm cho mình một nửa yêu thương. Bây giờ con mong muốn người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? Đầu tiên là phải chân thật, có thể là trong truyền thống một tí xíu, để tại vì tính con cũng ham vui. Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu, còn bạn đó là cũng vui vẻ, hòa đồng với con rồi. Tại vì con cũng dễ gần. Huy là chắc là do cùng tuổi là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng. Còn nếu như mà thấy sai rồi, lặng lẽ im lặng, tự điều chỉnh, tự sửa, thì dì thấy là chấm ở điểm này. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Đến đây nè. Bây giờ thì bạn trai bạn gái tự giới thiệu mình lớn lên cho hai bên cùng nghe nha, cùng cảm nhận rồi hồi mình gặp nhau sau. Dạ. Mời em trai. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào và chào bạn gái bên kia. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy, hiện tại con 27 tuổi. Con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. Con ở đâu? Dạ, con ở quận Bình Thạnh, quê con cũng ở Sài Gòn. Sài Gòn luôn. Rồi mình giới thiệu đi con. Dạ, đầu tiên con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, con tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Chào bạn Huy. Dạ, con năm nay 27 tuổi luôn, cũng sinh năm 94. Hiện con đang là huấn luyện viên yoga và làm việc và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngọc, con nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của con đi. À, dạ, ưu điểm của con chắc là dễ gần với hòa đồng. Về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu. Ừ. Nhưng mà con sẽ tự biết con sai, con điều chỉnh lại. Con có điểm mạnh gì Huy? Dạ, điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần, nói chuyện cũng dễ thương. Huy có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây là con có 3 mối tình. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất là nhiêu? Cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên, cũng quen nhau cũng được 2 năm. Rồi mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là lúc mà con đi làm công ty đầu tiên á. Ừ. Là cũng làm chung công ty. Nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con rồi, chia tay. Mối thứ ba? Mối thứ ba là khoảng 2018. Mới chia tay hồi tháng 1, 2021 đây. Lý do chia tay? Bạn người yêu con cũ là bà ngoại của bạn ấy bị tai biến mà nhà ở Quảng Ngãi, nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó, về làm việc ở đó. Ừ. Rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn. Hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay nhé. Coi như là yêu xa mà. Rồi, hiểu rồi. Cũng được đó. Ừ. Còn con nói đi, mình mấy mối tình rồi? Dạ thì con hơi nhiều mối tình xíu, tính là được 6 mối tình. 6 nhưng mối mà tình. Tại vì mối tình gà bông hồi lúc đi học. Ừ. Thì từ cấp 2 rồi cấp 3. Nói chung là vài tháng. Mối tình dài nhất là nhiêu? Dạ, sâu đậm nhất chứ là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á, gần 6 năm. Rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi? Dạ, là mối tình đó luôn thì chia tay. Là mối tình đó luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi đầu năm 2020. À, lý do chia tay? À, dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau. Không dần phù hợp, dần cái không? Tình cảm nó vơi cạn dần cái rồi hết. Bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? À, đầu tiên là phải chân thật, có thể là trong truyền thống một tí xíu để, tại vì tính con cũng ham vui. À, có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không? Dạ đúng. Cho con cởi mở lên chút. Thoải mái chút xíu. Rồi. À, chào cô Hồng Vân. Chào con. Dạ. Con thấy con có giống như là bạn miêu tả, bạn mong ước không? Dạ có. Con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống này hiện đại luôn. Bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào? Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu. Chỉ cần là cao từ 1m55 trở lên. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh là được. Còn bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ, hòa đồng với con là được. Còn đây, tại vì con cũng dễ gần. Con không thích điều gì ở bạn gái? Con không thích bạn gái không chân thành, lừa dối ấy. Kiểu là trong lúc tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa. Con không thích điều đó. Không có muốn bắt cá hai ba tay đúng không? Dạ đúng rồi, con không thích điều đó. Thì con có tật xấu gì không Huy? Dạ có. Tật xấu là khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty, mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói, con cứ nhìn một cái hướng nào đó đó. Mà lúc đó là tại vì lúc đó con đang suy nghĩ để tìm cái phản biện lại. Tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn á, nên là con nhìn ta đó, con không phải nó lơ đó, đó là tập để con kìm lại cái à, tính cái tôi của mình lại á. À, xong rồi nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á, thì mình mới nói, thì mình tranh luận với người ta. Còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi, mình xin lỗi. Có nghĩa là khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ, giống như là mặt mày, không có biểu cảm luôn, mặt như cái mặt bàn luôn. Mốt quá vợ mới nói, ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả? Nhìn ngay mặt này nè. Nó không, anh đang nhìn chứ khác, anh tìm cách anh đối phó với. Dạ. Tại vì ông qua đây ông coi bên đàn gái. Tôi coi đàn gái thế nào coi. Sao tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á. Gây lộn gì? Thiệt tình, ăn cho mập thay rồi không chịu di chuyển. Xích qua bên coi. Dạ chào chú Nguyên Linh. Trời ơi dạ. Xinh quá. Dạ, xinh gái quá vậy. Bây dạ. Giờ là con không thích đàn ông ở điểm nào? Dạ là hay tính toán chi li quá. Với lại nói dối. Với lại nóng tính quá. Vũ phu con không thích. Có vũ phu không con? Dạ không. Hả? Có phản biện thôi. Đúng rồi. Ngồi ngơ ngác. Nghĩa là con nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu bạn cãi ông lợi con cái bạn gì nè. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi, nói hoài nó cũng vậy. Ít nhất là có người lắng nghe mình. Bây giờ con đi với ai? Dạ đi với mẹ là dì của con. À, có mẹ có gì? Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ. Cũng như tất cả các gia đình của hai bé trong trường quay. Bé Huy nhìn theo dì thấy thì nhìn dễ gần, hiền. Nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con.
qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái định hướng tương lai, là có cái phấn đấu chứ không phải là chịu mà đứng chân một chỗ, thì dì thấy là chấm ở điểm này. Còn riêng về bé Huy thì dì cũng gửi gắm. Còn bé Ngọc thì nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là Huy, là chắc là do cùng tuổi là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng, còn nếu như mà thấy sai rồi lặng lẽ im lặng tự điều chỉnh tự sửa. Và cái người mà sống chung với bé mà thì khi bé mà lặng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi thì đừng nói nữa. Dạ xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn gì? Huy đi với ai Huy? Dạ con đi với dì ruột của con. À dì ruột ha. Xin chào cô Hồng Vân và Huyền Linh và tất cả các quý vị ở trong khán đài. Nói về cháu gái đây, ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là một phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi, cho nên là để cô nói với cháu là tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có. Cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái mà tốt đẹp. Nhân diện đây cô nói thiệt, nếu mà có thành chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại chú Huyền Linh. Dạ. Không biết lấy ơn gì để mà trả ơn. Anh ơi, dạ. Mở rào rồi, đi cho trẻ gì? Gặp nhau gì nôn quá kìa. Rồi mở gì rào. Gì hồi hộp quá rồi. Rồi thoải mái luôn Huy nha. Có hòa. Đây là anh ký họa anh vẽ. Con này là gì? Này là gì? Cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn sổ notebook. Con lấy đeo vòng tay cho bạn. Đáng yêu. Có thể là cùng ý tưởng. Thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ. Khi bạn nhìn được một chỗ mình tranh luận á, mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc thay vì mình tranh luận với nhau. Anh cảm ơn em. Ở trên đầu mình có, tại vì á mình giờ còn có mẹ với mình thôi nên là mình mong là thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại, em không tìm ai mong tìm anh lớp du. Xúc động không Huy? Có. Xúc động không? Có. Bây giờ là Huy có gì biểu diễn tặng bạn nữ đầu tiên gặp mặt hay nào? Dạ tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết điểm mạnh, điểm yếu. Thế mạnh của Huy là gì nè? Dạ thế mạnh của con là con hát, vẽ nãy con vẽ cũng có vẽ cho bạn rồi. Với lại hồi trước con cũng có nhảy hip hop. Hip hop luôn hả? Dạ, làm hip-hop. Cái hip hop trước coi cho nó không khí coi nào. Dạ. Âm nhạc. Được ha. Hai. Đó. Dạ. Mình sao Ngọc? Có vẻ là bạn cũng hơi rung. Hơi rung mà, hơi rung. Con thì chắc cũng tặng bạn bài hát. Vậy nếu bạn có sở thích hát vậy bạn biết bài này là Em Gì Ơi không ạ? À biết. Em Gì Ơi hả? Này dạ. Này là Em dạ, Gì Ơi hả? Mình hát khúc câu đầu, mình hát tiếp ha. Dạ. Ừ rồi hai đứa đứng lên hát con. Cho nó thoải mái, Huy đứng lên luôn. Rung không? Có, cũng hơi rung. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Hận lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải vớt buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Muôn ngàn sao. Hai bạn ngồi xuống đi, ta bắt đầu trò chuyện nào. Lần đầu tiên anh gặp em vậy, anh có cảm nhận gì không? Cảm nhận thì em cũng là một
cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính phù hợp với lại anh. Tiệm nó cũng có một chút xao xuyến. Cảm ơn anh. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương, thì đúng với tiêu chí mà em mong muốn là tìm người có thiện cảm với lại cười hiền, thì đây là anh có. Thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không? À, thật sự là bây giờ nhà em chỉ còn em với mẹ thôi, thì em làm dâu thì em cũng không quá ngại, nhưng mà em muốn ví dụ như mình xem mình như mình có thêm một căn nhà hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể. À, anh cũng dễ, không có khó đâu. Anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà, làm ba job. Ôi, làm ba job luôn Linh ơi. Dạ, làm cày sau này cưới vợ. Mục tiêu của con là 29, nếu mà con đủ thì là cưới. 29 cưới hả? Dạ. Nó hai mấy rồi? Dạ, 27 rồi, 2 năm nữa. 2 năm nữa rồi hả? Cũng được. Dạ. Nó muốn cưới 28 được không? Dạ được, nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Có mà làm cho bạn tin tưởng, hoặc là bạn đúng như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. À, thì là do bản lĩnh của con đúng không? Dạ đúng rồi, thì là cái chuyện nó sớm hay muộn là nằm ở con thôi. Dạ. Mà như là em là giáo viên yoga. À, huấn luyện viên yoga. À, huấn luyện viên yoga luôn hả? Dạ. Và em cũng làm nhiều việc thêm khác giống tập như cho anh. Bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mà lên coi. Ông tập vô thử thế coi được không? Nào, đứng lên coi. Đúng rồi đó con. Tại vì á, bạn mà làm cái nghề đó là yoga là tốt lắm á con. Em tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai thử coi nào. Đứng sát bên coi Quy. Mỗi sáng á, mình cái bộ đồ này hơi khó, chắp tay, dạ khóa hai tay luôn. À không, cứ đứng thẳng đi, thẳng hai tay áp sát mang tay luôn. Dạ rồi, mình ở đây mình bị cong nè, mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á, mình mở được vai là hết cái phần này liền. Tối này chắc con về con kèm thêm. Thẳng về hoài rồi, đứng về hoài luôn đi. Đứng từ đây tới tối luôn đi. Không. Xích mỏi lại. Hả? Mỏi tay. Dạ. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng đi. Tay xuống đi, tay xuống đi, tay xuống đi, không sao. Chú Quyền lên chọc bạn. Bây giờ hãy nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Cảm xúc mình bây giờ như thế nào? Nói cho bạn gái biết. Nói thiệt là từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em. Và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp về tình yêu của mình á. Tại vì thật ra anh thích bạn gái của mình á, mặc váy cưới màu trắng. Thì cái lúc đó trong lòng cái cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á. Nói chung là cũng khó tả. Rồi, về vị trí, được rồi đó. Dạ, cảm ơn ạ. Detox không khí, từ trong ra ngoài. Toshiba. Tim mình sao rồi? Thì nó cũng trúng đập loạn xạ. Rồi, để tay nút bấm đi. Còn cô gái, hãy suy nghĩ để xem đây có phải một nửa manh ghép của mình hay không. Nếu như mình cảm giác là đây là đúng đối tượng của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Rồi đó, bấm hết rồi, hai đứa tự bấm hết trơn luôn rồi. Hỏi đến luôn. Quy nó bấm trước, xong rồi nó hết hồn, nó thấy bên kia chưa bấm, nó rút ra. Rút ra xong cái là Ngọc bấm cái bật một cái, rồi Quy bên kia bấm cái bật một cái. Quy sợ là bị sai, gọi là gì, sai thể lệ đó con. Dạ, còn hai bạn đang tìm nút cái con nhấn luôn. Rồi, bây giờ chính thức. À, mình đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Huy nè, xin phép gì ha? À, xin phép mẹ của bạn gái và hứa với mẹ bạn gái với dì của mình. Làm cái điều gì đó, nói đi. Dạ, cho con xin phép hai bác cho con được hung nhẹ. Hung gì chưa, có gì hung rồi. Con xin phép hai bác với lại dì cho con được chính thức hẹn hò với lại Ngọc. Với lại Ngọc. Con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á. Thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ không có thể bị chịu thiệt thòi. Tại vì con sợ không làm không được á. Không có chịu trách nhiệm nữa cái đó. Nên là tới đâu hay tới đó. Những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con đúng không? Dạ. Hứa tới đâu hay tới đó đó. Rồi đó, giờ xin phép hung đi con. Dạ, con xin phép dì với lại hai bác cho con hung nhẹ. Thấy sao? Không xỉu luôn rồi kìa Ngọc. Thấy sao? Thấy cũng hơi đã. Đã.
đã chứ. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN công nghệ DC inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27 dB, quạt chín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Hãy nhận lấy món quà và giữ nó làm kỷ niệm nha. Qua đây nè, chào má nè. Chào gì? Dạ, chào bác, chào gì? Đó biết. Chào dì nè, đó chào mẹ nè, đó. Rồi chào dì mình đây nè. Đó, nhà gái chào nhà trai nè. Còn bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Ôi giời, họ nghĩ rằng là với cái ngoại hình khá là ưa nhìn của em thì họ nghĩ là em sẽ có những cái tiêu chuẩn cao hơn, sẽ thích đại gia ấy ạ. Em trai em quen cái gì thì quen nhé, đừng có quên bấm nút nha. Bạn gái rất rất là xinh luôn, dễ thương dữ lắm luôn á. Chị là thấy ok rồi đó. Mời nhà trai. Ôi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tự giới thiệu, em tên là Quang Hưởng. Em sinh năm 83. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ Thanh. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Anh làm gì đó? Dạ, hiện tại em đang làm lái xe kim trợ lý và trong quay phòng khám cho bác sĩ. Rồi, mời nhà gái đi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em gái. Kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn trai tương lai ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Thanh. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên ạ, giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ, quận 3. Nghề chính của em là em làm giáo viên kỹ năng sống ạ. Dạy đối tượng là cấp 1 và cấp 2. Vậy hả? Dạ, dạy okay. Kỹ năng sống. Như quê em ở đâu em? Dạ, em đến từ Lâm Đồng ạ, và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Có dạy trẻ tự kỷ không em? Dạ có ạ, buổi tối thì em có dạy thêm các bé đặc biệt. Đây phải có tinh thần yêu trẻ con lắm mới làm được việc này đó. Mà kiên trì. Dạ. Kiên trì, nhẫn nại ha. Em gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không em? Ưu điểm của em thì là người vui vẻ, hòa đồng ạ. Khuyết điểm của em thì cái vẻ bề ngoài của em thì cái người mà lần đầu tiên gặp á thì thấy sẽ nhận xét em là khó gần, lạnh lùng. Dạ. Có đâu, chị thấy rất là dễ gần luôn á. Dạ, nhưng mà thực tế thì khi mà tiếp xúc với em rồi thì em rất là thân thiện, đôi khi là kiểu như là lầy á, lầy lội lắm. Rồi bạn trai ơi, anh Hưởng ơi. Dạ. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ. Nhược điểm của em là ngày chủ nhật thì được nghỉ về hay thích ngủ nướng ạ. Trời, vậy thì khuyết điểm gì? Tôi không nghỉ tôi còn ngủ được nữa chi. Đó, sáng nay anh Linh ngủ đó. Anh cũng nướng. Dạ, một cái lẹt rồi anh mới đi đó. Em cũng hay suy nghĩ nhiều. Ai cũng suy nghĩ nhiều, cái đó không phải là khuyết điểm đâu. Em có mấy mối tình rồi Hưởng? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi. Dạ. Mối thứ nhất là thời học sinh nhé. Học sinh rồi cho qua. Mối mới đây nè. Lúc đó là em đi làm bên Singapore ấy, thì quê em thì cũng là quê xa đấy. Làm ở Singapore hả? Dạ, em làm cũng được 5 năm ạ. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm bên công ty du lịch ở bên Singapore đó. À, đi du lịch lao động. Hả? Dạ, ở xa thì chỉ có nói chuyện qua điện thoại, Zalo, rồi sau đó thì về đây thì bạn gái không chờ được, bạn gái đi lấy chồng ạ. Đúng rồi, sao chờ được, tuổi thanh xuân con gái nó qua nhanh lắm. Thích chào cô kia đó, ở thành phố đây ở Long Xuyên cũng xa nha. Em có sợ yêu xa không? Thực ra em cũng không có ngại vấn đề này, chủ yếu là do bản thân hai người thôi ạ. Đã yêu xa bao giờ chưa? Có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Ôi rồi,
Thực ra thì là cũng có một kìa, ông mối ông phóng qua liền kìa. Dạ, chưa ai là phóng qua liền. Trời ơi, nhà Phật như người mẫu vậy mà xinh thiệt là xinh vậy, chưa ai tin nổi không? Không có tin đâu. Cũng có vài người thích và muốn tiến tới cái mối quan hệ nghiêm túc ạ. Nhưng mà có lẽ là họ nghĩ rằng là với cái ngoại hình khá là ưa nhìn của em thì họ nghĩ là em sẽ có những cái tiêu chuẩn cao hơn, hoặc là cần chân dài thì sẽ thích đại gia ấy. Cho nên là họ sẽ họ thấy họ không phải đại gia họ lúc luôn. Dạ, họ tự ti. Trời đó ơi. Dạ. Bây giờ em gái thích một chàng trai thế nào? Cái mẫu bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em ạ. Từ em cao mét mấy nè? Dạ em cao 1m68. Đại gia cho em. Dạ em cao 1m72 ạ. Rồi tốt. Em 1m72 để tôi coi kiếm. Chào cưng. Dạ em chào chị. Đâu, chị đang đi tìm đại gia cho chân dài đây. Yên tâm về chiều cao nha. Dạ. Còn gì nữa? Không hút thuốc. Em hút thuốc không cưng? Dạ em không hút thuốc. Ở Singapore 5 năm là không bao giờ hút thuốc. Yên tâm điều đó đi. Gì nữa? Không bị hói ạ. À yên tâm. Trời ơi tu tủa. Em biết tre nó sao không? Tre làm sao là tóc đây y chang vậy luôn á. Giờ trong cuộc sống hiện đại, đàn ông càng suy nghĩ càng giàu có là càng hói. Người ta đây cũng suy nghĩ dữ lắm mà người ta không hói. Làm gì đàn gái hay không thích đàn trai hói. Kệ em, tôi kỳ cái chữ hói lắm luôn á. Đó là quyền của mình mà. Dạ đúng rồi. Ta hói chứ đâu có làm đâu, đó là cái bệnh mà, bệnh rụng tóc thôi. Sao nè. Không ra trưởng ạ, độc lập về tài chính ạ. Em hai cái này sao em trả lời? Trời, tôi trả lời luôn nè. Chắc chắn độc lập về tài chính rồi, đi Singapore 5 năm. Về lái xe vừa là họ trợ lý bác sĩ nè ha. Quản lý luôn cái phòng khám luôn. Có gia trưởng không? Gia trưởng chắc chắn, mặt hiền khô gia trưởng gì? Dạ em không phải là trưởng. Không phải trưởng đúng mày không? Mày chỉ sợ vợ gia trưởng thôi chứ. Mấy cái tiêu chuẩn đó đàn trai đạt dư sức rồi đó. Còn em sao nè? Em cũng mong là mình gặp được một nữ mảnh ghép của cuộc đời mình. Và cũng mong bạn gái là thứ nhất là có ngoại hình là khoảng từ 1m55 trở lên, dễ nhìn cân đối. Yên tâm luôn. Và cái đặc biệt là cái tính cách, cái tâm hồn. Tâm hồn trẻ thơ. Cô giáo mà dạy học trò mà lại dạy thêm trẻ đặc biệt á. Dạ. Là em biết là người rất là cực kỳ nhẫn nại, gọi là hiền á, tức là phải chịu đựng kinh chịu khủng đựng lắm đó mới dạy được á. À, anh ơi. Sao em? em rất là thích trẻ nhỏ cho nên là tâm hồn và cái con người em cũng giống như là trẻ nhỏ, rất là đáng yêu và dễ thương á, anh yên tâm anh. Có nhõng nhẽo không bé? À tùy lúc ạ. Vậy hả? Anh cũng thích trẻ nhỏ. Dạ. Anh thích trẻ nhỏ. Dạ vậy quá hợp ý tôi em. Tôi thấy hai người này tôi thấy được là hợp đó, được hợp lý đó. Bây giờ hỏi người thân đi đúng ha. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với chị gái và em gái và các bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Đâu bây giờ ai là đại diện nhà gái xin cho ý kiến rồi em. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nam bên đây và chào quý vị khán giả. Theo em nhận thấy là bạn nam bên này cũng cái nhìn đầu tiên cảm thấy là bạn ấy rất là thân thiện, dễ gần. Đến với chương trình hôm nay thì em rất là mong hai bạn sẽ dành cho nhau một cơ hội để tìm tới được cái bến đậu bình yên cho đời mình. Còn em gái đâu? Em gái có thấy anh rể thấy ok không em? Em là em gì của Thanh? Dạ em họ ạ. Em họ hả? Dạ. Em có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Đấy, trời ơi rồi. Hôm nào ngồi ghế bên kia giùm tụi anh nha. Dạ, cảm ơn ạ. Anh ngồi bên này thì tôi chứ em cảm thấy là anh thân thiện, dễ gần. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội cho anh chị ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn em gái. Hưởng đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình em đi với chị gái ruột của em ạ, và anh rể và cháu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào chương trình, chào em gái. Chị nhận xét em gái bên này rất là dễ thương, rất là xinh, nói chung là nhìn rất là dễ gần gũi, thân thiện. Còn em trai của chị á, thì thật sự là sống rất là tình cảm, rất là hiền, trung thực. Em trai em quen cái gì thì quen, nhớ đừng có quên bấm nút nha. Bạn gái rất là xinh luôn, dễ thương lắm luôn á. Chị là thấy ok rồi đó. Rồi cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị gái nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Rồi cái gì đến nó sẽ đến. Mở rào. Bắt đầu đi Hưởng. Đứng lên đi cưng. Chào anh. Chào em. Đến với chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Đây. Còn quà này em có thể đọc nó.
Đến với chương trình thì lần đầu tiên gặp mặt thì em có món quà tặng anh. Cái cây này nó có tên là Hạnh Phúc ạ. Ý nghĩa của nó là nó sẽ giúp thanh lọc không khí, giảm stress, căng thẳng và nó mang lại may mắn cho cái người mà sở hữu nó. Em muốn dành tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, em đọc đi, em đọc cái tâm nguyện của anh gửi trong đây nè. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến thủa bạc đầu còn thương. Và trên đây là tên, họ tên đầy đủ của anh, số điện thoại để liên lạc ạ. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Em hỏi trước nha. Dạ, em xin mời em. Anh có ấn tượng gì về em ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là một người dễ thương, nhìn rất là hậu. Những gì mà anh mong đợi á, thì nó cũng phải đạt gần như là 99.9%. Wow. Hy vọng là chúng ta sẽ tạo cho nhau cơ hội. Anh đến với chương trình này để với một cái mong muốn là mình phải nghiêm túc, chân thành và xác định đã đi đến một kết quả bền lâu. Anh có cái khuôn mặt rất là dễ nhìn ạ. Cảm ơn em. Rất là tươi và cái giọng nói thì qua giọng nói thì cũng thể hiện thấy rằng là anh cũng là khá là hiền ạ. Một câu hỏi nữa là tức là cái chuyện tình cảm của em nó không được suôn sẻ lắm á, thì không biết là anh có thể kiên nhẫn và bao dung hơn với em được không? Có thể nếu như mà mình xác định mối quan hệ lâu dài á thì có thể là mình sẽ có những lúc em bướng bỉnh hoặc là chưa kiểu tin tưởng về mình sẽ có những cái điều may mắn đến với mình á, thì anh em hy vọng là anh có thể kiên nhẫn hơn với em được không? Ở nơi nào có tình yêu thì nơi đó có hạnh phúc. Anh gặp em, anh quý mến em tạo cho anh sự thân thiện, anh sẽ vượt qua tất cả để đến bên em. Dạ, cảm ơn anh. Anh còn muốn hỏi em gì nữa không? Yêu xa, hỏi đi, hỏi vấn đề yêu xa đi. Thì anh đã xác định đến với em rồi thì anh có thể là sắp xếp lại mọi thứ, sắp xếp vì em. Dạ. Ấy, dồi ôi, chết mất. Người ta bảo là đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì anh đến với em thì anh không có quản đường xá xa xôi hay bất cứ một cái trở ngại gì. Quan trọng nhất là cái tình cảm của em dành cho anh, cái sự chân thành và em hết lòng yêu thương anh. Thì anh cũng đáp ứng lại điều đó thì anh sẽ vượt qua tất cả để đến với em. Hay quá. Vậy là Long Xuyên cái thành phố Hồ Chí Minh không là gì cả. Không là gì luôn. Em tới hưởng bước tới nắm tay Thanh ha. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh xin phép có thể là nắm tay em được. Nắm hai tay nha. Đến với chương trình hôm nay thì anh xin hát tặng quý vị khán giả trường coi bên nhà gái, và đặc biệt bài hát này anh xin dành tặng cho em. Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Hát cho Thanh nghe đó, nhìn thẳng vào mắt Thanh. Nằm ghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Không gian em nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Xin hết ạ. Ngọt ngào quá. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Oh. Đẹp, rất đẹp. Bên nhà trai bấm sớm hơn bên nhà gái một nhịp. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Anh xin phép là nắm tay. Đó, tay trong tay, Long Xuyên, thành phố Hồ Chí Minh hay là Lâm Đồng không quan trọng nữa rồi. Rồi, hôn em luôn đi. Dạ, con xin được phép hôn em. Chị anh xin phép em được không? Dạ, được.
ngọt ngào lắm quý vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN, công nghệ DC Inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27 decibel hoặc kín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Rồi, cảm ơn bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị ạ. Họ như đã quyền chặt vào nhau ngay từ giọng nói, từ lời hát và từ ánh mắt nữa. Chúc cho họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba chất lượng Nhật Bản đã tài trợ chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con hơi chậm chạp một chút xíu. Con ăn uống cũng bị chậm. Đi làm mà bắt đầu ăn cùng với mọi người. Nhưng mà mọi người ăn xong rồi mọi người đi ngủ dậy thì con mới ăn xong. Mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? Người phụ nữ là phụ nữ. Phụ người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Ví dụ như là ngoan hiền lễ phép, tốt với mọi người. Bây giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tầm 90% đó. 90% dạ. Tốt rồi. Em làm chuyên về hoa lan anh. Giá lan rừng hiện nay một cây là khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ nó cũng dao động thì cũng có khi vài chục ngàn, có khi vài trăm ngàn. Có vài tỷ không? Dạ cũng có anh, nhưng mà mấy cái đó là lan đột biến vài tỷ, vài chục tỷ là cái chuyện rất là bình thường. Em không thích điều gì đàn ông? Có nghĩa mình nói không thích thì có nghĩa là không thích những cái điều xấu thôi. Ví dụ như tham gia quá nhiều vào tệ nạn. Theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Trời ơi, con kết chú này. Ủa, lắm con rồi. Ơi, mẹ đi coi mà, nó phải con đi coi, sao con kết lẻ vậy? Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.